Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, mưa dông, cục bộ có mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 30 tháng 4, bộ phận không khí lạnh yếu đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng gần sáng mùng 1 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ gần sáng vào ngày mùng 1 tháng 5, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Từ ngày mùng 1 tháng 5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm 30 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trên biển, từ gần sáng vào ngày 1 tháng 5, phía vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh cấp 6-7. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Ngày 1 tháng 5, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%. Ngày 2 tháng 5, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân cần lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Chi tiết các khu vực đêm 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng khu vực Tây Bắc ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, từ gần sáng mùng 1 tháng 5 chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, từ gần sáng mùng 1 tháng 5, chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng Hà Tĩnh có nắng nóng.
gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 30 đến 33 độ C, riêng Hà Tĩnh từ 35 đến 37 độ C, phía Nam từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, riêng Khánh Hòa, Bình Thuận từ 34 đến 36 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Sau đỉnh nhiệt 42 độ C, hai miền Nam Bắc sắp có mưa. Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 30 tháng 4 sẽ là đỉnh nhiệt ở miền Bắc do có không khí lạnh yếu sắp tràn xuống. Sau đó có mưa mát mẻ từ ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5. Đến ngày mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 5, miền Nam cũng có mưa đầu mùa. Cụ thể, cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 29 tháng 4, nhiệt độ cao nhất cả nước đã ghi nhận tại Đông Hà, Quảng Trị với đỉnh nhiệt là 43,8 độ C, tiếp sau là Tương Dương, Nghệ An 43,2 độ C và Đồng Hới, Quảng Bình 42,7 độ C. Đồng thời, nắng nóng tiếp tục hoành hành ở các khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều nơi nhiệt độ từ 39 đến 41 độ C. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, ngày 30 tháng 4 mới là đỉnh nhiệt của đợt nóng này. Hà Nội có thể đạt 39 đến 40 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đạt 39 độ C. Ngày 1 và mùng 2 tháng 5, Bắc Bộ tạm ngưng nắng nóng nhờ có không khí lạnh cường độ yếu gây mưa diện rộng ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng hưởng ké. Ngày mùng 3 tháng 5, nắng nóng quay trở lại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thì vẫn nắng nóng kéo dài từ nay đến nhiều ngày tới. Điểm đáng chú ý ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần cường độ, những cơn mưa dông sẽ đến nhưng chỉ là mưa đầu mùa. Trước khi đón những cơn mưa, ngày 30 tháng 4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng, đặc biệt gay gắt từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Từ chiều tối nay 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ chuyển mưa dông, có nơi dông mạnh, tiềm ẩn gió lốc, sấm sét và có thể tái diễn mưa đá. Các đài khí tượng quốc tế dự báo ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, trời nắng nóng, đến cuối tuần này mới có những cơn mưa dông về chiều. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính. Đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm, cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử. Nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nam Bộ, Trung Bộ xuất hiện nắng nóng sớm hơn một tháng. Với Bắc Bộ, đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn một tháng, nền nhiệt gay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, nắng nóng đến sớm là hiện tượng bất thường, xảy ra lần thứ 3 kể từ năm 1991. Dưới tác động của hiện tượng El Nino, nhiệt độ cả nước đều có xu hướng tăng, nắng nóng đến sớm. Chúng tôi nhận định, cao điểm nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc sẽ là các tháng 5, 6, 7, 8, ông Hưởng cho biết. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nắng nóng không chỉ gây ra những vấn đề về sức khỏe, mà còn có nhiều hệ lụy khác như gia tăng nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao hay gây ra hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết đang ngày càng bất thường.
Thời tiết nắng nóng còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, là điều kiện để một số loại bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ là đỉnh điểm tác động của tia cực tím, người dân nên hạn chế ra ngoài, đặc biệt là đối với trẻ em. Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài trời nắng, người dân cần sử dụng mũ, quần áo chống nắng, không để ra tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, uống nhiều nước, không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.